Xin chào các bạn, đây là giống hành ăn lá, ăn dọc nhá. Nếu như các bạn mỗi gia đình chỉ cần trồng được khoảng độ 20 khóm như thế này thôi thì các bạn tha hồ ăn. Đấy, thứ nhất là các bạn tỉa những cái lá này, các bạn bóc những cái lá này các bạn ăn này. Hoặc thứ hai nữa là cái khóm của nó to quá như thế này rồi ạ, thì các bạn hãy tỉa cái nhánh này nhá. Xong các bạn chỉ cần bớt mỗi một khóm chỉ cần 2 nhánh, một nhánh hoặc hai nhánh, xong nó lại đẻ tiếp ra các bạn ạ. Đây là giống hành ăn lá, hành bóc dọc hoặc hành ăn lá nhá. Đó. Và xong rồi là mình sẽ tỉa cái giống này, tỉa cái nhánh ra, mình nhân ra mình trồng. Mình nhân giống cũng là cái giống hành này nhá các bạn. Đó. Các bạn mỗi một là gia đình các bạn chỉ cần trồng khoảng 20 khóm như thế này thôi các bạn. Bây giờ là khóm nó hơi bị to rồi đấy. Khóm này là mình nắm không hết rồi, một nắm hành không hết rồi. Bây giờ là mình lại phải tỉa ra các bạn ạ. Mình tỉa ra thì mình trồng nhé các bạn. Mình lại nhân giống tiếp ra các bạn nhé. Đó. Hành này là từ khi mình trồng đến bây giờ là nó được khoảng độ 1 tháng các bạn ạ. Nhưng mà các bạn cứ quanh năm các bạn chỉ trồng, chỉ cần các cái khóm hành này thôi. To, khóm nó to các bạn lại tỉa, khóm to các bạn lại tỉa, và các bạn tỉa lá các bạn ăn quanh năm. Trăm thứ canh không có hành chẳng ngon các bạn nhé. Nên là mỗi gia đình chúng ta nên trồng lấy một chậu hành. Cắt cái gốc này đi để mình trồng, mình nhân giống nhé các bạn. Mình chỉ trồng một nắm này thôi là mình có thể là tha hồ ăn quanh năm luôn các bạn ạ. Và bây giờ các bạn hãy... Trước tiên các bạn hãy cắt bỏ cái lá này đi cho mình nhé. Cắt đi. Các bạn hãy để ý này, cái mầm của nó, cái búp của nó lên đến đây thì các bạn cũng cắt luôn từ cái búp nhé. Chứ không cắt sâu quá mà cũng không cắt dài quá thì nó lãng phí mà nó cũng không có tác dụng gì các bạn ạ. Cái lá này thì mình có thể là mình sử dụng, mình nấu canh, mình rán trứng hay mình ăn, kiểu gì cũng được các bạn nhé. Và tiếp theo các bạn hãy cắt bỏ cái rễ của nó đi. Các bạn đừng cắt vào tận củ của nó, nhưng mà cũng đừng để rễ dài như thế này. Các bạn cắt bớt nó đi thế này để cho nó nhanh mọc các bạn nhé. Các bạn cứ tách cho mình những cái rãnh nó như thế này. Ví dụ khóm này thì các bạn hãy tách đôi ra nhé. Như thế này, cái chỗ này. Như thế này các bạn tách đôi cho mình. Tiếp theo là các bạn hãy tách bỏ cái lá này đi. Bỏ cái lá thối này đi để cho nó nhanh. Đó. Rồi bây giờ chúng mình mang đi để rồng nhé các bạn. Cái phân này của mình là mình đã trộn đất, trộn phân lẫn trấu mình cho vào đây rồi. Cái hành này thì các bạn lên trồng cái phân nó tơi xốp một chút nhé các bạn nhé. Tiến hành trồng này.
Trồng hành này các bạn cũng đừng có trồng sâu quá nhé các bạn. Các bạn trồng nông cho mình thôi. Và tiếp theo là các bạn hãy tưới cho mình, tưới thật đẫm. Cái buổi đầu tiên các bạn trồng cây rau gì các bạn cũng thật tưới thật đẫm cho mình nhé, tưới cho nổi nước lên luôn. Okay. Thế thôi các bạn, và mỗi ngày các bạn hãy tưới cho mình một lần. Hành này dễ trồng các bạn ạ, các bạn trồng một lần thì các bạn có thể là ăn quanh năm luôn, rất là tiện các bạn nhé. Xin chào các bạn, đây là giống hành ăn lá, ăn dọc nhé. Nếu như các bạn mỗi gia đình chỉ cần trồng được khoảng độ 20 khóm như thế này thôi thì các bạn tha hồ ăn. Đấy, thứ nhất là các bạn tỉa những cái lá này, các bạn bóc những cái lá này các bạn ăn này. Hoặc thứ hai nữa là cái khóm của nó to quá như thế này rồi ạ, thì các bạn hãy tỉa cái nhánh này nhé. Xong các bạn chỉ cần bớt mỗi một khóm chỉ cần 2 nhánh, một nhánh hoặc hai nhánh, xong nó lại đẻ tiếp ra các bạn ạ. Đây là giống hành ăn lá, hành bóc dọc hoặc hành ăn lá nhé. Đó. Và xong rồi là mình sẽ tỉa cái giống này, tỉa cái nhài ra, mình nhân ra, mình trồng mình nhân giống cũng là cái giống hành này nhé các bạn. Đó. Các bạn mỗi một là gia đình các bạn chỉ cần trồng với khoảng 20 khóm như thế này thôi các bạn ạ. Bây giờ là khóm nó hơi bị to rồi đấy. Khóm này là mình nắm không hết rồi, một nắm hành không hết rồi. Bây giờ là mình lại phải tỉa ra các bạn ạ. Mình tỉa ra thì mình trồng nhé các bạn. Mình lại nhân giống tiếp ra các bạn nhé. Đó. Hành này là từ khi mình trồng đến bây giờ là nó được khoảng độ 1 tháng các bạn ạ. Nhưng mà các bạn cứ quanh năm, các bạn chỉ trồng, chỉ cần các cái khóm hành này thôi. To, khóm nó to các bạn lại tỉa, khóm to các bạn lại tỉa, và các bạn tỉa lá các bạn ăn quanh năm. Trăm thứ canh không có hành chẳng ngon các bạn nhé. Nên là mỗi gia đình chúng ta nên trồng lấy một chậu hành